Hôm nay Tuấn Âm Thanh Phú Thọ tiếp tục chào đón quý vị với lại một bộ dàn siêu khủng. Em nói là bộ dàn JVC DXT9 quý vị nhá. DXT9 5 đĩa DVD. Bộ này có thể đọc được tất cả các loại đĩa luôn. 5 đĩa DVD. Hàng còn cực kỳ là đẹp luôn. Nhìn này, thiết kế với hai súp. Một súp, hai súp này, hai loa lời, hai loa center này, đây loa nóc nữa, đó là center ở giữa. Em nó quá là hầm hố luôn, quá là khủng. Ôi, quý vị nhìn thấy đẹp không, lung linh luôn. Hàng mới về nhé, cả bộ VX88 này nữa, còn nhiều lắm, em chưa bóc, tí em bóc hàng tiếp. Hàng trong nhà thì còn rất nhiều rồi nhưng mà đang về đây xem luôn. Em nó còn quá là đẹp chất luôn. Giá mức giá thấp nhất cho em nó là 8.900.000 quý vị nhé. Hàng cực kỳ là chất luôn này, cassette này, ok chưa, hai cassette này, 5 khay đĩa này, ok chưa. Đây là hai cổng mic này, cổng tai phone, tiếng bass này đánh thì quá là uy lực rồi. Giá 8.900.000 nhá, đảm bảo hàng chạy quá là ổn. Có cả khiển luôn nhá, đây khiển chưa thèm bóc luôn, có khiển. Quý vị nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến hai số điện thoại trên giúp em, 0911 169 961 ạ. Nhìn nó đẹp như này thì không phải nói nhiều nữa, quá là đẹp này. Quý vị nhìn xem, bày như này nó thất. Quý vị nào có thể alo trực tiếp nhé, alo trực tiếp và đặt cọc giúp em. Em trân trọng cảm ơn.